cao nhưng không mái được nhiều, không mái không ngôi được, không có chia thôi. Thì ơi thế sao cứ cắt này không cần hỏi đơn giản. Anh mới đi làm vậy, anh đang nghỉ mà đúng không? Nghỉ nhà ra anh đang tại nhà mà mai vẫn là ngày nghỉ đúng không anh? Ừ, 23 rồi gì cũng làm tại nhà, anh làm máy tính, anh làm tại nhà lâu rồi. Không dễ không nữa ở nhà đó. Máy tính cái món rút tiền đáo hạn thẻ tín dụng. Rút tiền đáo hạn là cho vay á? Thẻ ấy, không phải dạng cho vay đâu. Mà nó là dạng sạch chứ không phải dạng kiểu đen đen như kia đâu. Thế nào lại sắp thấp vậy? Tức là như này nhá, em có cái thẻ tín dụng ngân hàng ấy, cái thẻ mà tiêu trước trả sau ấy. Biết cái thẻ đấy không? Em muốn thẻ ngân hàng, ngân hàng. Thẻ ngân hàng nó có hai loại, một loại là có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, tức là của mình thì mình tiêu, không có thì không tiêu, đúng không? Còn một cái loại là do mình chi tiêu nhiều hoặc làm gì đó, ngân hàng nó uy tín thì nó cho cái thẻ mà tiêu trước, tức là tiền mình không có nhưng vẫn được tiêu trước. Thẻ này thẻ credit đấy, tức là nó gọi là tín dụng mà, các tín dụng bằng cách bằng uy tín mà, hiểu không? Tiêu trước trả sau thì nhiều người bây giờ người ta dùng cái thẻ đấy đó, người ta dùng bằng cách đấy, chẳng hạn như là người ta muốn mua một cái điện thoại nhưng mà lửa tháng xong người ta nhận lương chẳng hạn, thì người ta chọn phương án đi mua trước, xong lửa tháng sau tiền đóng lương đóng vào. Lãi suất này của lãi suất này, lãi suất thì gần như không đáng kể, tính 2% tiền dịch vụ, dịch vụ thì bất hệ nhà không giả là đây cũng giả là việc của banh mới ấy thôi, công an thì sao? Việc của banh mới lại khách hàng chứ, tức là tiền là tiêu của thẻ, chủ thẻ phải lo việc đấy mới bán được, miễn là để sau con là vuông thì lại không tự nhiên được không? Vâng, vuông tự nhiên, cứ để tự nhiên hết tay, tất cả tự nhiên. Bây giờ hả? Phải có mức hạn à, tất nhiên mức hạn chứ, tùy theo cái mức độ uy tín của mỗi người thì sẽ giá trị khác nhau. Người ta làm to rồi đấy. Bây giờ đơn giản là ngân hàng nó cũng đơn giản hóa đi rất nhiều, nên là bây giờ gần như ai cũng có. Có điều là dùng đồng tiền đấy phải biết kiểm soát, tại vì nó là tiền, đúng rồi. Nếu mà kinh doanh thì tiền đấy rất là lợi. Tức là những lúc mình cần tiền đột xuất đi, vâng, thì thay vì đi vay ngân hàng thì mình dùng cái thẻ đấy rất là hợp lý. Nó phải dựa trên cái tiền của mình hàng tháng ở cập nhật uy tín thôi. Đúng rồi. Thực ra thì nó cũng đơn giản, mà nó lý thuyết thì vậy nhưng bản chất là đơn giản không. Ví dụ một cái Techcombank em cứ nộp tiền vào đấy, cứ giao dịch vào đấy đều đều khoảng một tháng đến khoảng 3, trên 6, 3 tháng đến 6 tháng là nó cấp cho này. Đơn giản đấy, nó không khó như ngày xưa nó khó, bây giờ đơn giản đấy. Ví dụ hàng ngày em cứ rút vào tiêu ra, rút vào khoảng độ 3 tháng là đủ điều kiện, mà là nó tự động gọi điện cho em, cấp cho em khoảng bao nhiêu nó tự động gọi điện luôn, tính cả nhưng với điều kiện em phải có giao dịch của nó thì mới gọi là tăng điểm uy tín lên đấy. Vâng.
thì mới cho trên cái dựa đây cái điểm mà nó có, càng nộp nhiều tiêu nhiều thì nó đơn giản. Xưa nghe nó phải ở hoành tráng, xa xỉ, bây giờ đơn giản, sinh viên bây giờ đơn giản, cứ chịu khó giao dịch tiền nhiều đấy là có hết. Rồi nhiều người làm bằng lương, dùng bằng tiền lương ấy, sau kê mấy tháng lương là nó sẽ làm cho bao nhiêu phần, 300% tổng lương. Ví dụ lương được 1 triệu thì nó làm cho thẻ 30 triệu, và không thế thì... Để nước giả ốm sát, để nước tiêu xăng giả ốm sát. Thì thế phải tự cân đối. Nhiều người kinh doanh người ta thích chứ. Người kinh doanh người ta chẳng hạn người ta cần về gấp lô hàng, về được lô hàng thì để máy nó sóng luôn thì người ta làm được khoảng 10 triệu chẳng hạn. Nhưng mà người ta không có tiền thì người ta làm phương án đấy, người ta được lãi 10 triệu, người ta trả ngân hàng đâu có bao nhiêu đâu, vài trăm hoặc vài 1-2 triệu thì người ta vẫn lãi mấy triệu, tội gì người ta không làm, đúng không? Tức là ở góc độ kinh doanh thì nó hợp lý, còn nếu mà ở người tiêu dùng bình thường thì không nên. Đó, ví dụ vậy. Không có tiền mới tiêu nhiều là đúng rồi, dành cái số tiền mình có này đúng rồi, phải tự cân đối tài chính. Cái đấy mà không cân đối tài chính được thì mệt lắm. Đến ngày đến hạn thanh toán phải thanh toán, không thanh toán là nó tính phạt tính lãi lên thì lại chết tội. Chả khác gì kiểu banh động, chả khác gì nó cho mình, nó cho không thật nhưng mà quên phát lại là nó tính cao lắm. Đây, tiền cầm đi, tiêu đi đấy. Tính 5% đấy, khi mà không đóng đúng hẹn nó phạt 5% đấy. 5% đấy. Ừ. Ok.